Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh là một cái, đây là một cái bàn tay đang thả tim đấy các bạn ạ. Các bạn này cùng với mình tô màu bức tranh này nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh rồi đấy. Các bạn nhìn thấy bức tranh của mình có đáng yêu không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào.